trước thềm đại chiến playoff Box Gaming hay Team Flash, nhà hàng sân khấu công nghệ thực tế ảo, Sài Gòn Phantom bạn không thể vô địch với những đứa trẻ, Vì Gaming đánh hay là bản năng, nhát gái cũng vậy, top 5 đường đến AIC khu vực APL. Ngày xưa, cái thời mà Sài Gòn Phantom còn chưa quá mạnh như hiện tại, thì khi nhắc đến siêu kinh điển của Liên Quân Mobile, chắc chắn người ta sẽ nghĩ ngay đến cuộc đối đầu giữa hai cái tên sừng sỏ, Team Flash và Box Gaming. Đỉnh cao của cuộc đối đầu này chính là tại trận chung kết đấu trường danh vọng mùa xuân 2019, nơi mà Khiên khi đó chưa có gì, đã gục ngã tại ván đấu thứ 7 và nhìn Team Flash nâng cao chức vô địch. ADC đang băng chuyển, sắp sửa quét sạch dành cho Team Flash. Chúng ta đang đến với pha giao tranh cuối cùng trận đấu. Khiên đã bị hạ gục rồi. Và bây giờ thì chỉ còn một mình, đó là Vào Lâm ơi. 5, 4, 3, 2, 1. Wow! Và Team Flash chính thức trở thành nhà vô địch của đấu trường danh vào mùa xuân 2019. Và cũng tại đó, hình ảnh đề đời của Khiên Di cũng đã được ghi dấu lại. Thất vọng sau thất bại, nói không với cái bắt tay cùng với các thành viên của Team Flash. Chép như vậy thì Flash mới có thể đứng vững được trên đấu trường quốc tế, bởi họ đang quá kiêu ngạo ở trong đấu trường quân đội. Bây giờ là thời điểm họ cần thức tỉnh, họ không quá mạnh do tưởng. Khiên không vui, chắc chắn là như vậy rồi, nhưng tôi nghĩ rằng anh ta nên có những cảm xúc tích cực hơn. Chúng ta không thể trách được khi mà anh ta đã có những khoảnh khắc quá tuyệt vời trong ngày hôm nay. Bạn đi, đến đấu trường danh vọng mùa đông 2020, cũng tại vòng playoff, Box Gaming cùng với những cái tên mới đã đòi nợ Team Flash thành công. Thật trùng hợp, trận đấu đó cũng đã phải kéo dài đến ván thi đấu thứ 7. Huấn luyện viên Anh Dũng đã phải thốt lên rằng chúng ta đã không còn cựu vương nữa rồi. Không còn nhà cựu vương Team Flash nữa, khi mà Box Gaming sẽ bước vào trận chung kết gặp Sài Gòn Phantom. Chức... Xin lỗi quý vị các bạn, nhưng đó sẽ là chức cựu vương dành cho Team Flash, và đó là chiều tấm vé đến với nhà thi đấu quân khu 7 đến từ bên phía của Box Gaming. Box Gaming không thể tin được. Thật không thể tin nổi, ngày hôm nay Box Gaming tiếp tục làm nên một con địa chấn nữa, và Box Gaming sẽ xuất hiện ở trong trận chung kết tổng cùng với Sài Gòn Phantom. Quay trở lại gần đây, tại vòng bảng của đấu trường danh vọng mùa đông 2021, cũng vẫn thật bất ngờ, Box Gaming luôn là đội có điểm trước Team Flash, dù là lượt đi hay là lượt về của vòng bảng. Duyên số đưa hai đội tuyển này lại tiếp tục gặp nhau tại playoff 2 của đấu trường danh vọng mùa đông 2021. Trận đấu playoff căng thẳng hơn trận playoff giữa SKP và VGaming rất nhiều, bởi đội nào thua thì sẽ chẳng còn cơ hội nào cả. Nếu những con số và những trận đấu biết nói ở vòng bảng không đánh lừa chúng ta, thì Box Gaming đang là đội có tỷ lệ chiến thắng cao hơn trước đương kim vô địch Team Flash. Phong độ của ADC thì đang là không quá tốt, cách di chuyển, xử lý của Team Flash ở bản cập nhật mới cũng chưa thực sự là quá ổn. Trong khi đó, Box Gaming lại đang vận hành khá tốt với dàn hảo thủ của mình. Nhưng hãy nhớ rằng, Team Flash là ông hoàng bó bẩy, và cũng đừng quên rằng họ đã vô địch nhiều đến như thế nào. Box Gaming hãy cứ cảnh giác trước Team Flash, để chiến thắng thì đó là điều bắt buộc. Ánh hào quang không dành cho kẻ yếu hơn, những ADC, Xuân Bách, Proe, Gấu hay Daim chắc chắn sẽ không dễ gì chùn bước. Hãy cùng chờ đợi các bạn nhé! Công nghệ phát triển, những trải nghiệm cho khán giả mang đến nhiều sự mới lạ, và một trong số đó chính là công nghệ thực tế ảo. Không nằm ngoài guồng quay phát triển thì cao thủ Liên Quân đã nhá hàng sân khấu vòng chung kết đấu trường danh vọng sắp tới. Cụ thể, cao thủ Liên Quân viết, nhá hàng sân khấu sử dụng công nghệ thực tế ảo lần đầu tiên được sử dụng tại đấu trường danh vọng. Đây hứa hẹn sẽ là một trải nghiệm hoàn toàn mới cho các fan hâm mộ ở mùa giải năm nay. Nhìn chất lượng thật đấy các bạn ạ. Ở dưới phần bình luận, một khán giả góp vui nhẹ nhẹ, có mô hình MC Phương Thảo không? Nice, đừng lo nhá, sẽ có Phương Huy cho các bạn mà. Giai đoạn đầu của đấu trường danh vọng, chẳng ai nghĩ rằng SKP có thể làm tốt như vậy, ít nhất là cho đến hiện tại. Nhưng Sài Gòn Phantom luôn là như thế, luôn khiến người khác phải tin những điều đôi khi khó tin. Trên trang chủ của mình, SKP đã viết, tháng 8 năm 1995, sau khi chứng kiến trận đấu bóng đá tại vòng 1, trong một buổi chiều đầy nắng tại London, nước Anh, tay bình luận viên Alan Hansen đã đưa ra một câu bình luận để đời, cho tới tận ngày hôm nay, bạn không thể vô địch với những đứa trẻ.
Nói đến đây, chắc hẳn nhiều người đã nhớ ra những đứa trẻ đó là ai. Những kẻ chinh phục vô số vinh quang đầy ngoạn mục trong suốt gần 2 thập kỷ sau đó, Manchester United. Dĩ nhiên, eSports và bóng đá là hai lĩnh vực không giống nhau. Chúng ta không thể quy chiếu 100% từ thứ nọ sang thứ kia. Đúng là khó để quy chiếu, nhưng lứa thần đồng này của SKP đang làm nên rất nhiều chuyện. Nhưng nhiều chuyện thì nhiều chuyện, thành tích vẫn sẽ là chuyện được người ta nhớ tới lâu nhất. Vô địch đấu trường danh vọng mùa đông 2021 và hướng đến AIC chẳng hạn. SKP đang có nhiều cơ hội bởi họ đang rất mạnh. Như tại bức ảnh chế này, Xuân Bách cũng sẽ buộc lòng phải có câu trả lời là SKP sẽ làm được gì? Câu trả lời sẽ có từ ngày 4 tháng 11 các bạn nhé! Bên cạnh Lily Suri thì Lily Fan cũng là một nữ streamer hết sức hot và xinh đẹp. Mới đây cô nàng này đã có một buổi photoshoot chung với VGaming và đã làm các chàng trai vô cùng mạnh mẽ trên map 5v5 của chúng ta đều phải rén đấy anh em ạ. Đấy, đâu phải ai cũng bản lĩnh trước cái đẹp như tôi đâu. Chập đi giống gái nó lớn quá trời ơi. Nó hơi bị khổ thiệt á. Nè, ngủ nào. Đâu, tôi kiếm giữa luôn. Em đi ra ngoài nha. Anh đi. Ok. Giữ cho nó hợp lý, đúng không? Cho nó mọc. Đúng, đúng. Đó, vô rồi. Đó, đúng rồi. Đứng chụp dọc mà bay đứng vậy sao tao chụp thiệt luôn. Mà đứng sát vô, ôm nó ok. Chụp vô. Đó, vậy nó được không? Tình cảm không? Đó. Em nhìn cái góc này là thấy em mệt rồi. Và để kết thúc bản tin ngày hôm nay, mời anh em cùng theo dõi những pha thi đấu đỉnh cao trong cuộc chiến giành vé dự AIC của khu vực Thái Lan nhé. Anh em tiếp tục bấm like và subscribe kênh YouTube của bình luận viên Hoàng Sơn AOV để đón xem tin tức hấp dẫn nhé. Bye bye anh em. ไอ้ที่ของจริงครับเกสเติร์ดล่วงหล่นลงไปครับและกิมเซนเซครับหมู่และหายไปครับพร้อมกับมาร์กี้โอ้และป้อมกลางครับจะอยู่อย่างไร4คนรุมใส่เสาเอ็กฮะบอกเลยว่าบททุกคนแล้วก็คุมเบฟไม่อ่านนะครับแล้วถอยเรียกรวมแล้วถอยเอาครับแล้วกลับแต่คิมเซนเซไม่ได้กลับนูนูบอกว่าบินแล้วนี่ส่งกลับบ้านแบบทางด่วนมาร์กี้โดนตีอยู่แบบนี้ใต้ป้อมมายังเรียกว่าเป็นจังหวะที่กดฟูมูแล้วตัวรอดพลาดโอเคมาแล้วตัดโดนเต่าเอ็กซ์แบบนี้เปิดบอลมาแล้วด้านหน้าแต่ว่าจังหวะบินแล้วเซ็นมาไม่ทันครับตายไปก่อนนะสตรองเต่าเอ็กซ์แล้วตีตรงป้อมตรงกลางเลยครับมีคลิปด้วยอยากได้ป้อมดีมากครับเวฟมาแล้วนะครับทัดตีออกขวาครับผม8เจอเลยนะครับ BCB ครับโอ้ยดึงมาสวยงามแต่เป็นเสน่ห์ตับสัมพันธ์นะฮะสวยงามครับท่าไม้ตายวันเดอร์แล้วดึงมาได้อีกหนึ่งโอ้โหและปาโลครับเคทีไงเก็บคิวแล้วมาด้านซ้ายต่อไล่ที่หมูหวานครับเพราะเคทีไงนี่ไล่มาแล้วยาวๆครับและปาโลใส่อีกครั้งหนึ่งและครั้งเดียวได้สองคาเวอร์เลยลิปปาบครับได้มาเสร็จปุ๊บมาร์กี้อยู่กลางวงล้อมปอซ่ามาเผาอยู่ตรงกลางและอาร์กี้ครับเข้าไปเบิร์นซาเมจครับตอนตรงนี้แต่เคทีไงคุณสังเกตว่าเขายังฟรีโอ้โหและยัดสกิลมาทุกอย่างครับและเกสเซอร์ต้องถอยครับหมูหวานใช้คุณนายบิดนั่นเป็นสกิลสุดท้ายที่เขาจะได้ใช้แล้วลงไปอีกหนึ่งคนโอ้โหครับวันเดอร์วูแมน DCB โคตรเดือดเลยครับบินซี่คุณผู้ชมครับครับแล้วเรียบร้อยหายไปฮะตำแหน่งคือว่าหน้าถาเด็กออกมาแล้วขอไต่สอนเต็มๆแล้วโหนมาสวยๆตรงนี้พร้อมกับผู้ในบิดปิดลงไปครับหายไปเลยทั้งซี่ครับหายไป4อีกแล้วฮะเต่าเอ็กเปิดสวยๆครับตามมาด้วยหมูหวานฮะพลิกคอ2แล้วดึงบวกอีก2เป็น4ครับตั้งให้ตบที่หัวเสาเลยครับกลางที่ปล่อยก็สเลเยอร์มาอยู่กลางแม่น้ำเนี่ยจะรอเล่นหรือเปล่าครับโอ้ฟลายไปทางคิดด้านล่างแล้วดีขึ้นหน้าเลยดีป๊อปไล่กันเสริมไปก่อนหมูหวานยังเหลาปีแล้วเฟิร์สบอลจะล่วงเอาต้องกดล็อกชิลออกมาพร้อมกับของคุณเลยครับแต่จะรับพี่ต่อเองแล้วผักมาผักกี้โอ้ผักได้มาร์กี้ครับแล้วกดแข็งหลบตรงนี้แล้วผักไปหนึ่งทีโอ้รถจังหวะสวยมากได้มาร์กี้ไปแล้วแล้วยิงคืนพี่ต่อเองหมูหวานต้องหาตำแหน่งเสิร์ฟไล่ล่าครับแล้วผักมาไม่ได้แกเสิร์ฟโดนเปิดตายลงไปแล้วเรียบร้อยครับแล้วยิงฟรีแล้วซิปล็อกสวนมาแล้วคนแบกมา
ันมากใส่หน้าหมูหวานแล้วเหลือเพียงแค่ตับเอ็กตรงนี้ลุกขึ้นมาได้แบบเดียวก็ตายลงไปหนึ่งทีแล้วตับเอ็กคนสุดท้ายพยายามย้ายออกซ้ายแบบนี้แล้วเรียบร้อยเป็นเอส